Đây là Giàng Thị Dung. Đùa thôi, đây là cô gái Mường hôm nay đồng hành cùng với mình lên trên này để đi khám phá cái cuộc sống ở trên bản Cua Vai. Em hỏi lần đầu tiên chị mặc váy thì cảm thấy thế nào? Mặc váy này nói chung là nó thoáng lắm. Nhìn em giống gái Mông thôi chứ. Ừ, giống thật, nhìn cũng giống thật. Mặt ngược mà những người ta đi đằng sau thì người ta nhìn thấy hết. Duy ở nhà có hay phải lên nương lao động các thứ không? Ngày nào em cũng đi luôn. Ngày nào cũng đi luôn. Cấy xong rồi thì bây giờ là bắt đầu trồng ngô, trồng dưa, trồng khoai sọ. Giờ nó đang dừng lại nó hơi khó đấy nhá. Có khác với đẩy xe bò không? La hắn đẩy xe bò ấy. Nó kêu quá. Có lẽ, có lẽ. Cua Vai ngày mưa các bạn ạ. Hôm nay mấy nhà mình hơi bị liều khi mà đi lên Cua Vai vào lúc trời nó đang mưa. Đây là cánh tình đã không thể đèo được Di qua con dốc này. Xe không đi được này. Di cũng làm sao không? Em không. May em là gái bản chứ em mà gái phố quả đấy là em ngã rồi đấy. Tiếp rất an toàn. Chào mừng các bạn đã đến với bản Cua Vai vào một ngày rất là mưa. Rơi túi rồi à? Rất mệt các bạn ạ. Hôm nay mấy anh em làm chuyến chinh phục Cua Vai ngày mưa. Để tình không bị xòe phát nào à? Không. Anh tưởng là xòe rồi chứ. Nghiêng. Wow. Di và bạn của Di đi. Hôm nay hai em rất là xinh. Có hai em nay dẫn anh em mình đi tham quan bản. Thăm ruộng nhà em có cái gì để học thức nghề năm nay rồi. Hai người dẫn chương trình của chúng ta hôm nay trang phục rất đẹp. Những cái váy người Mông truyền thống ở trên chạm tấu này. Cái tông màu ở trên chạm tấu này hay dùng là cái màu xanh lá cây nhiều hơn nhá. Các bạn thấy thường váy của người Mông trên này như vậy. Khác với mũ găng trải hay là màu đỏ, màu tím tím, màu nó tối hơn. Tông của chạm tấu thì thường là sẽ sáng hơn và thiên nhiều về màu xanh lá cây. Phải không Di? Màu xanh với màu đỏ. Ừ, nhưng anh thấy thì màu xanh nó vẫn nổi hơn đúng không? Màu xanh. Đây là Giàng Thị Dung. Đùa thôi, đây là cô gái Mường hôm nay đồng hành cùng với mình lên trên này để đi khám phá cái cuộc sống ở trên bản Cua Vai. Đây là em Hiệp thì đã xuất hiện trong cái video trước của mình. Thì hôm nay cũng muốn dẫn Hiệp đi chơi cùng một chút cho vui. Không thì cứ đến nhà Hiệp chơi mãi, nó cảnh vật nó cũng nhìn nhiều, nó cũng quen rồi. Nay cho em đi khám phá tí, cho cô sinh viên trường du lịch này đi tham quan một chút. Cho nó thực tế. Di ơi, em lên đây trời mưa này bao giờ chưa? Chưa. Thế có sợ lắm không? Em không. Quay mặt đi xem nào. Anh phải nhìn mặt anh mới biết là em đang nói thật hay nói dối. Anh phải nhìn thấy mắt em thì anh mới biết là em có thật lòng hay không chứ. Anh nói thật. Quay mặt đi, anh nhìn xem ánh mắt của em thể hiện sự chân thành không nào. Xem là sau khi đi cái đường như thế thì em thấy nào. Đã. Sau khi đi đường lên đây em thấy thế nào? Đi đã. Nói thật lòng đi. Hôm nay Di có cái áo khác nhỉ? Không, cái áo bên trong ấy, cái áo thổ cẩm ấy cơ mà. Áo cũ mà anh. Anh nhìn thấy đẹp đẹp, hình như khác cái áo mọi lần anh nhìn thấy. Hôm nay thì mình quay trở lại nhờ Di đưa lên trên bản Cua Vai chơi. Nhưng mà thật sự là không biết là may hay không may mà trời nó mưa quá. Cái này là may hay không may hả Di? May. May à? Mưa là lộc đúng không? Vâng. Và có mưa rét thế này anh em mình mới được gần nhau hơn chứ nhỉ. Chứ không nắng là khó ở gần nhau này lắm. Anh em mình sẽ ở đây chơi tham quan cái bản này một chút xong là cho anh đi sang cái chỗ cái bản cũ nhá. Ừ, anh lên đây nhiều lần nhưng mà chưa biết là cái bản cũ nó như thế nào. Ừ, còn bản mới này thì cũng lên đây mấy lần rồi. Ôi. Cái gì tình?
Em đang nghĩ gì thế? Em nghĩ về bữa tối. Nhớ yêu à. Phát hiện ra một cái cối để xây ngô của người dân ở trên này. Nên là bảo Di vào vận hành nó thử xem là thế nào. Ấy dạ. Khỏe đấy. Cái này là cũng vừa mới xây xong đúng không? Thế bột ngô vẫn còn khá là nhiều bám ở trên cái cối này. Di em ở nhà hay xây cái này không? Em có không? Có, nhưng mà cái bé thôi. Cái này bự hơn thôi. À. Cái này là cối bằng đá. Cối bằng đá nên là nặng lắm. À, bạn Di nhỉ? Dạ, em có thể vào thử sức một chút nữa. Xem có làm được cô sơn nữ xây ngô tối không nào? Thử xem, em phải thử mới biết được. Gái Mường vào xây thử, trải nghiệm thử thế nào. Anh cũng không biết là cái này nó có nặng không nữa. Việc xây ngô này thì chủ yếu là chị em phụ nữ ở trên này làm thôi các bạn nhé. Xây à? Ừ. Về nhà xây kiểu gì? Kiểu gì cơ bắp phải đẩy lên xong rồi kéo về. Ừ. Rồi rồi. Khỏe lắm á. Nhìn người đô hơn Di mà. Ừ. Di khả năng kéo về trước để lấy đà cũng được em ạ. Đúng rồi, cố lên, cố một phát nữa. Rồi. Rồi xong đẩy lên này. Phải kéo mạnh thì nó có đà nó mới vượt qua được. Di đi chỉ xem nào. Em có cái nó kiểu gì ấy. Cần đặt kéo tay nhé. Phải đẩy mạnh như lấy đà để kéo về, đúng rồi. Đẩy lên. Kéo về thật mạnh. Chỉ để cái to xác thôi. Không, bạn chưa quen thôi. Chưa quen đúng rồi. Khi mà có đà chưa có đà. Bắt đầu hiểu được cái nguyên lý của nó rồi thì rất dễ thôi. À, cứ nhưng đẩy mà... cái đằng trước. Ừ. Đẩy thật mạnh thì nó có đà thì mình kéo lại nó dễ. Ôi trời. Sướng không? Hôm nay được kéo đẩy sướng không? Có. Anh thử không? Có, anh sẽ thử. Đẩy một tí. Nằm đã nóng người chưa? Giờ nó đang dừng lại, nó hơi khó đấy nhá. Có khác với đẩy xe bò không? Hả? La hắn đẩy xe bò ấy. Nó kêu quá. Cố lên, cố lên. Thật ra là cũng mình thấy thì nó nhẹ đây nhỉ, chứng tỏ là mình cũng có thể là làm việc này được. Có kiểu vãi hải không biết đâu ấy, nhưng mà nếu mà có ngô bên trong chắc là nó sẽ nặng hơn đúng không? Phải không Di? Dạ. Có ngô bên trong thì nặng hơn không? Nhẹ hơn ạ. À. Nhẹ hơn à? À kiểu nó trượt trượt như nó xéo ấy. Ok ok, thế là rồi. Nói chung là lên bàn mông nhiều rồi nhưng mà lần đầu tiên em thấy cái này luôn. Nhìn thấy nó lạ. Trong cái bên dưới nó như cái thuyền nhỉ? Cái... Chắc là cái gỗ này mới to lắm. Đây là cái máng. Cái máng này thì chắc là người ta dùng cả một cái thân gỗ già người ta khoét ra thôi. Theo em thì cái này ấy là của hồi xưa, đấy là người dân tự làm, tự lấy đá, tự đục. Còn cái máng này? Cái máng cũng là tự làm hết. Nói chung là tự làm hết. Vâng. Bây giờ thì mới dùng nhiều cái đồ sản xuất công nghiệp đúng không? Dạ vâng. Thế còn hàng trăm năm trước là người Mông đã tự chủ về mọi thứ rồi. Họ ít dùng được. Ít thôi. Nhà nào mà có lợn ấy thì sẽ dùng. Với cả bây giờ xay bằng cái máy điện cái nó nhanh chứ. Nhưng mà còn có cả cái cối xay, cái đấy là để xay. À, cối xay bé bé, xay tay, quay tay đấy gì? Đi xây bột để mình ăn thôi, xây bột gạo để mình ăn thôi. Đấy ngày xưa là làm đậu, người ta làm đậu thì hay dùng cái bánh nếp ấy, bánh nếp các thứ là cũng xây bằng cái đấy, bánh tráng đấy nhỉ. Đó là cái bản thu nhỏ của cái này. Cái đấy là quay tay, còn cái này là cái này là quay bằng hai đẩy. Tay. Cái này quay bằng hai tay, cái này quay bằng một tay. Ok, khi nhà mình đi tham quan bản tiếp đi. Xem là đời sống người dân ở trên này bây giờ nào. Trời mưa quá các bạn ạ. Trên này mù mịt quá, không thể cho các bạn nhìn được toàn cảnh cái chiều dài của cái bản. Các bạn xem những video trước của mình thì có những video quay về bản Cú Vai thì nó sẽ rõ nét hơn. Hôm nay chắc là chỉ đi tham quan những cái chi tiết về cuộc sống này, những cái sinh hoạt, những cái lao động và hay là những cái vật dụng ở trong nhà xem nó như thế nào. Đây, những cây đào mà một tháng trước mình lên đi chơi thì hoa nở đẹp lắm đây. Bây giờ thì nó mọc xanh lá rồi. Đào bây giờ toàn quả rồi. Ở phía trên người ta đang dựng nhà hay sao nhỉ? Đang dựng nhà hay sửa nhà nhỉ? Sửa nhà hay sao? Sửa nhà.
Ở đây thì vào mùa xuân thì mọi người hay dựng nhà các bạn ạ, đặc biệt là người Mông ấy. Các bạn mùa xuân đi lên trên bản thì thấy rất là nhiều các cái nhà mới được dựng lên. Đây là gỗ của nhà cũ dỡ ra này. Ôi, một lợn làm nhà đấy ạ. Chào các anh nhá. Đang mổ lợn để làm nhà đấy ạ. Chó à? Vâng. Ơ, chú. Lợn to không chú? Còn 40 cân thôi. Vâng. 40 cân đấy cơ. Vâng. Đấy à. Ôi, bọn cháu này lên nhưng mà gặp mưa đường đi sợ quá. Thế à? Vâng. Đi xe máy. Có 4 anh em mấy đứa đang đứng ở bên kia. Thế à? Vâng. Ở trên này bây giờ có hạn chế du khách lên đây chơi không cơ? Không ạ. Có trước biển dưới đây. Ở dưới có biển à? Có. Vì lúc bọn cháu vào đây là dưới huyện họ cũng kiểm tra thân nhiệt các thứ rồi. Mà nếu mà không ốm sốt thì người ta mới cho đi, không người ta bắt quay về. Vâng. Có cái biển dưới đấy. À thế à? Lúc đi đường khó quá cũng không để ý luôn. Ở đây này mà dựng nhà thì khoảng bao lâu thì xong rồi chú? Hôm nay xong rồi. Một ngày. Một ngày, tức là mình dựng từ sáng sớm đúng không? Vâng. Thế xong là tối là làm cơm uống rượu là xong luôn đấy đúng không ạ? Vâng. Lợn này là vừa thì vừa thịt lúc đầu giờ chiều đấy em. Vâng. Có nhà mới. Từ đây coi như là cơm liên hoan nhà mới luôn đấy đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Mới mổ lợn. Thế còn nếu mà cơm bữa trưa nay thì mình ăn thì là ăn cơm ăn như thế nào cơ? Thường thôi. Ăn cơm bình thường như bình thường thôi đúng không? Cũng bình thường rồi. À, còn tối nay mới là ăn chính này, mới liên hoan này. Tối nay thì mới là say thoải mái. Nhà xong rồi. Mấy em này chắc là học dưới huyện à? Mấy em học ở trên Thái Nguyên. À, học Thái Nguyên rồi à? Có biết gì không? Em đang học cấp 3 rồi. À nhưng mà à thế này là học trường ấy à? Trường vùng cao Việt Bắc à? Vâng. À. Vị. Cái thịt này thì tối định làm món gì chú? Thì làm muốn xào với luộc thôi. Xào với luộc. Mình trên này cứ xào bằng ớt là ngon nhất đấy nhỉ. Vâng. Còn lòng thì có làm rồi không hay là mình hay xào luôn thôi? Xào luôn thôi. Chứ không làm rồi đâu đúng không? Vâng. Cắt cái này ra đi em ạ. Hai các chú làm nhá, cháu đi chơi bản đây. Vâng. Đi chơi tí rồi xuống thôi. Vâng. Okay. To, thật là to. Nó... Trong lúc mình đi khám phá bản thì đội này chui hết ở đây, chúi mưa rồi đây này. Trời ơi, chán thật đấy. Mấy khi lên được đến đây mà... Di đâu? Mọi người có mấy phút không nhìn thấy hình ảnh của Di này đã kêu nhớ ầm lên ở dưới rồi kìa. Chở cái mùn này đi đốt à hay là đi đổ đi đâu đây ạ? À? Đổ vứt đi. À đi đổ vứt đi à? Những cái này mà để phơi khô đi để đốt trong nhà cũng ấm mà. Làm lễ á? Vâng. Tức kiểu làm lễ để chữa bệnh hay nào đấy đúng không? Vâng. À thì khi làm lễ là người ngoài không được vào đúng không? Vâng. À được rồi, ok, cảm ơn em nhé. Khi mà các bạn vào bản của người Mông thì nếu mà thấy cửa nhà hay cài một cái cành lá hoặc là ở ngoài cổng có cài cành lá hay là những cái thanh gỗ mà chẻ xong mà đặt cái dấu cộng ấy, đấy là cái biểu hiện là người ta ngày đó là người ta không tiếp khách, tức là các bạn không nên vào nhà người ta để người ta có thể làm lễ hoặc là làm những cái việc kiêng, như là ngày có những ngày người ta kiêng không tiếp ấy thì các bạn không nên vào. Đây người ta làm cúng. Đây là cúng xong rồi người ta sẽ cắm cái này lên luôn. Nhà Di thì có đã đặt cái biểu tượng cấm này ở ngoài bao giờ chưa? Chưa. Chưa đặt bao giờ. À chưa là làm cúng à? Khả năng lúc nào dai và nhiều phải đặt vào. Đúng rồi. Khi nào mà không thì chỉ đối với những người biết, là những người không biết thì người ta không để ý thì người ta. Đây gốc đào thần thánh này, Di ngồi đây bao nhiêu lâu mới là cái lồng chim để cho mọi người chụp ảnh nhé. Em Hiệp, cái chuyến đi hôm nay em cảm thấy thế nào? Em thấy cái chuyến đi này
rất là tuyệt vời. Mỗi tội là hơi mưa, nhưng mà mưa thì nhìn khung cảnh ở đây nó tĩnh lặng ấy. Đấy. Nói chung là lần đầu tiên ấy, em lên đây. Cảm giác nó càng bình yên hơn đúng không? Nó... Ở dưới chỗ em thì không như thế này đâu. Lên đây thấy con người mọi cuộc sống cảm giác như chậm lại đúng không? Mọi cái nó chậm rãi thôi. Mình thấy nhẹ nhàng hơn, bớt âu lo về cuộc sống nhỉ? Nhưng mà có mệt không em? Không ạ. Dù mệt nhưng mà vẫn phải vui lên. Đi lên đây có sợ không? Đường đi có sợ không? Đường đi thì từ đoạn dưới kia lên đây thì khá là trơn. Bởi vì là trời mưa ấy. Nhưng mà với cái trải nghiệm mình lên đây thì không thể nào mà không lên được. Một khi đã đi rồi thì phải lên. Hôm nào trời nắng anh lại đưa em lên đây chơi nhé, để cho em biết được đủ cái khung cảnh ở đây ngày nắng như nào và ngày mưa như thế nào. Vâng. Anh cũng hôm nay lần đầu tiên lên đây mà gặp mưa như thế này. Nhưng mà các bạn, trời mưa thì tốt nhất là không đi lên Cú Vai, nó khá là nguy hiểm. Trừ khi là các bạn có kinh nghiệm đi đường núi trời mưa thì các bạn có thể lên thôi, chứ không thì khuyến cáo là không lên đi. Đây, bản Cú Vai mù mịt luôn. Trước đây mình lên đây thì chỗ này là một cái điểm trường mầm non, bây giờ thì chuyển thành nhà văn hóa cộng đồng rồi. Học sinh trẻ em giờ chắc là xuống dưới cái học hết rồi. Đây là những cây táo này các bạn này. Mùa này táo đang ra hoa nhé. Đây cho các bạn xem cái hoa của cây táo ở dưới kia thì hay gọi là cây táo mèo ấy. Nhưng mà lên bản thì mình cũng tránh, mình không dùng cái từ như vậy. Thì người dân không thích gọi như vậy. Mình thường mình chỉ gọi là cây táo thôi. Đây cái quả lon của nó này. Đấy. Tầm khoảng tháng 9, tháng 10 là quả bắt đầu chín, là có thể ngâm rượu được rồi này. Cái quả lon bao tử này bây giờ mà vặt ăn là ngon phết đấy. Ở những nơi mà hoa táo nó mọc tập trung, nó nhiều cây mà cây già nó lở trắng cả rừng đẹp lắm các bạn ạ. Ở trên này thì có một vài cây thôi. Đây này, anh em đi đến cuối bản này đấy. Cuối bản à? Ừ đấy, trước mặt em là hết đường rồi. Cái bản dài khoảng hơn 100 mét thôi. Đây này, em xem cái cổng nhà lợp bằng tranh đẹp không này. Chỗ này hình như là homestay. Hình như họ làm cũng cho khách vào đây nghỉ đấy. Ừ, nên là họ trang trí. Lần trước anh lên là hai bên này, họ trồng hoa cúc đỏ đẹp lắm. Những cái bầu bồn bồn này. Bây giờ mùa này nó tàn rồi. Chụp ảnh đây này. Đây là homestay đúng không Di? Đây á. Ừ. Anh nhớ như là lần trước anh lên đây là chỗ này đón khách chứ sao mà. Đây là homestay á. Cái này chỉ đón khách chụp ảnh thôi. À, vào chụp ảnh thôi à? Dạ vâng. Không nghỉ lại đúng không? Không. À, thế thì chỗ nghỉ lại chỗ dưới kia. Chỗ dưới kia có một chỗ nghỉ lại. Thế chắc anh nhớ nhầm. À, trong này có chỗ chụp ảnh ấy. Trước ở hai bên này là hoa. Ờ đúng rồi. Mọi người hay chụp đây. Ừ, mọi người hay check in ở cái cổng này đúng không? Ừ. Cái máy này những mới thay. Máy này trước không phải là máy tranh này. Cái máy này nhìn làm cái này cổ kính này. Đẹp nhỉ? Đúng, đẹp. Trước đi. Trước đi. Chị em mình mỗi người bên. Hay cổng. Ừ, vào đi chụp ảnh cho. Di này lạnh rồi đây này. Hôm nay thương Di quá luôn. Tại đi mưa phùn quá. Anh thương mỗi em gì, không thương em Hiệp à? Em Hiệp em đi cạnh anh nên là anh đã cố gắng hết sức chăm sóc rồi nên anh không thương nữa. Còn Di này là anh không được chăm sóc nên là anh thương Di. Chỉ sợ tình nó làm Di nghị ngã ở đâu thôi. Em chăm sóc em nhiệt tình rồi. Di nhỉ? Cảm ơn. Nhiệt tình lắm, đến độ mà em tính thì SML xuống bùn. Chỉ là xin ngã thôi, đường trơn quá. Loan hôm nay có nhà không gì? Loan có. Có à? Khiếp, hôm nay không biết làm sao mà anh gọi chị không được, anh gọi em út không được. Thế sao rồi gọi cô em thứ hai? Em ngủ quên. Sáng nay dậy sớm à hay là tối qua thức khuya? Tại sáng em học sớm vậy. Sáng về dậy sớm học à? Bắt đầu từ hôm nay là bọn em phải học trực tuyến à? Em học được một tuần rồi. À, được một tuần rồi. À, thế cũng bắt đầu quen giấc rồi đúng không? Không biến nỗi như kiểu là mới đầu sau một thời gian nghỉ dài, bây giờ là
bắt đầu phải động đến sách vở rồi. Gì mà đứng đây một lúc lại cấu hết cái mái tranh của người ta đi. Đấy chứ không. Chủ nhà về. Chủ nhà đi lấy cỏ, cỏ trâu về. Chủ nhà rất là lý tưởng. Làm... đường trơn này mà cua mượt nhỉ. Chắc quen rồi. Mình đến đoạn cua là phải phanh phanh là... chắc là cùng huyện. Đây, cuối bản là một cái rừng thông đây. Vừa để lấy củi vừa để cho nó khỏi chống sạt lở nhỉ. Vì bản nằm trên cái gò đồi cao lắm. Bà đi làm bà đấy à? Chắc giờ mới đi làm chứ. À đi chân châu à? Em hỏi lần đầu tiên chị mặc váy thì cảm thấy thế nào? Mặc váy này nói chung là nó thoáng lắm. Lần đầu tiên được mặc váy này nó thoáng. Với cả là vừa nãy chị thay ấy, thì chị không biết mặc kiểu gì ấy. Mặc bị ngược. Tiên mặc cái váy này. Cái váy này này ở nhà em tự thêu hay là em tự mua ở ngoài? Cái váy này thì ở nhà em tự thêu ạ. Ở hầu hết ở trên bản này thì ai cũng phải thêu. Con gái ai cũng phải thêu. Ít nhất cũng phải có một cái. Em có biết thêu không? Em có. À cái em váy biết này, thêu à? Cái váy này em thêu mà. Cái váy chị đang mặc em thêu. À thế váy này nếu mà bán ra thị trường giá trị của nó là bao nhiêu? Tự thêu ấy. Ít nhất cũng phải 500 nghìn. 500 nghìn thêu. Đấy là ít nhất đấy. À. Còn nhiều thì... còn nhiều hơn là phải hơn 800 gì đấy. 800. Vì cái này làm lâu chị ạ. Làm một cái váy này tầm 1 năm mới được. Một cái trong thời gian khá là lâu thì mới thêu được cái này. Đây, vừa nãy chị mặc vừa nãy chị kiểu là lâu rồi chị không mặc kệ nên là mặc nó hơi ngược tí. Ngại ơi là ngại. Anh thích em mặc ngược cơ. Ngược mới khác mọi người chứ. Nói chung là đẹp. Thì em mặc vào em nhìn em giống gái mông ấy chứ. Ừ, giống thật, nhìn cũng giống thật. Mặc ngược mà những người ta đi đằng sau thì người ta nhìn thấy hết. Mỗi tội là cái áo của em mặc thôi, áo của em biết cái yếm ở đằng trước cái để làm gì không? Cái yếm ấy. Cái yếm này á? Ừ. Để che cái đoạn núi. Ừ chính xác, nó che cái chỗ mà hai cái chỗ của cái váy ghép lại ở chỗ đấy ấy, thì phải có cái yếm ấy nó che đi. Nếu em mặc ngược ấy thì cái chỗ đấy ở đằng sau lưng em nó sẽ hở hết. Đấy nên là mọi người không đi đằng trước em nữa mà mọi người chạy hết đằng sau để đi để quay đằng sau thôi. Có khi nhà mình đứng vào chỗ nào nó đỡ đỡ mưa một tí nói chuyện đi. Chứ không ở đây mưa quá. Em đi vào trong đó. Bà không nghe rõ à? Bà nghe rõ. À. Chào bà nhá. Chào bà. Bà, Di hỏi bà bao nhiêu tuổi rồi? À, bà cũng không biết bà bao nhiêu tuổi. Thôi thôi. Hơn 70 tuổi à? À hơn 70 tuổi à? Ừ. Thì chắc là anh em mình đứng đây nói chuyện với bà một chút thôi, cũng không cần vào nhà đâu. Đang cái dịch bệnh này nói chuyện một tí thôi. Nói chuyện với bà những cái gì đấy? Dịch cho anh nghe tí. Thật nói xong phải dịch lại cho anh cùng nghe chứ. À, làm nông sao ấy à? Tôi qua thằng phía số quay sao ấy làm nông sao? Ờ, vậy hả? Em hỏi bà là bà có con gái, con trai không? Bà bà có. Xong em hỏi là thế lấy vợ lấy chồng chưa? Xong bà phải lấy vợ lấy chồng hết rồi. À, bà hơn 70 thì chắc là phải nhiều cháu rồi chứ nhỉ? Hỏi được bà cái gì nữa? Hỏi bà có khỏe không?
và hỏi bà có khỏe bây không, giờ, có bị ốm đau gì không. Anh cũng muốn hỏi nhưng mà không biết tiếng, phải nhờ em hỏi hộ. Nghe từ mỗi mùa dù thôi. Mùa dù là sức khỏe đúng không? Không có mắt chứ mùa. Nắng mùa mắt hay đấy, thì anh thì thấy cũng không mùa mắt hay đấy. Thôi cảm ơn bà, xong rồi anh em mình đi đi. Thế cho gặp phố với mùa. Cháu cảm ơn bà nhá. Cảm ơn bà nhá. Cháu đi dạo quanh bản. Anh em cháu đi bản quanh bản một tí thôi. Dạo quanh bản xem nào. Ngắm cái bản cua vai này nào. Đẹp nhỉ. Đường ở đây thẳng nhỉ. Đến tối liệu có kịp để xong nhà không hả anh? Tối nay á? Vâng. Lập thì xong, nhưng mà cái giò xung quyên này phải mất mấy ngày nữa. 2-3 ngày nữa. Nhưng mà cái phần đấy thì rất là ít người làm hơn đúng không anh? Phần đấy là của thợ. À của thợ à? Còn cái phần này là toàn có anh em giúp đỡ nhau thôi đúng không? Cái phần lập nên là tất cả anh em tập trung để làm được cho gia đình. Vâng. Cái xung quyên này là nó thuê thợ làm. Vâng. Cái mông mình là cứ hay làm nhà vào mùa xuân đầu năm đấy nhỉ? Đâu, cứ mùa nào làm thích làm thì làm thôi. À thế à? Nhưng em thấy thời điểm mà thấy nhiều những chỗ làm nhà thật. Vâng. Từ đầu năm đến cuối năm. Vâng. Vâng, thế anh làm việc đi nhá. Vâng, cảm ơn anh. Sắp tới là trời mưa nên trẻ con nó không đi nên đồi đi chân trâu được nên là ở đây nhộn nhịp lắm. Cho nhà anh tưởng là cây sức. Chị có bị ướt không? Không, chị không sao cả. Tại chỗ này lạnh ấy, em sợ chị lần đầu lên chị không quen khí hậu chị đấy. Chị hỏi này, vừa nãy chị quên hỏi em là cái váy này này bây giờ nếu mà chị muốn mua để đặt về làm quà lưu niệm ấy thì ta có bán không? Nếu mà bây giờ chị mua đồn mùa ấy, mua đồn phốc này thì người ta sẽ không bán. Và chị phải đặt vì người ta mới may được cho chị. À đặt mua à? Đặt xong là để người ta theo rồi. Thế tầm thời gian nó lâu không? Tầm nếu mà người ta, nếu mà chị đặt như thế người ta làm thì người ta chỉ làm tầm 3 đến 4 cũng không lâu nếu mà người ta chú tâm vào làm ấy. À bởi vì là chị hay lên bản nông nhiều ấy. Thì lên đấy thì chị cũng có hỏi nhiều rồi nhưng mà thấy người ta làm theo cái đấy thời gian là lâu, khoảng 5 năm rồi. Thì cái váy ấy. Đấy, tùy là người theo chậm hay là nhanh thôi chị ạ. Với lại họ mà chú tâm làm thì tầm 3 đến 4 tháng là họ được một cái. Nếu mà bây giờ chị muốn mua thì em có thể đặt. Nếu mà chị muốn mua thì em đặt hộ cho. Xong rồi mấy hôm nữa chị lên lấy. Anh muốn đặt một cái chính tay gì làm có được không? Cái này á? Ừ. Cái này thì hơi khó. Hơi khó. Nhưng mà có bộ nam không em? Có mà anh. Em gì có làm được bộ nam không? Em không làm được bộ nam được, em chỉ biết làm bộ nữ thôi. Khó nhỉ? Anh nào đặt gì riêng một bộ nhá. Giá bao nhiêu cũng được. Nhưng mà muốn gì làm thì xem tay nghề của gì nào. Bàn tay của gì nào. Con gái em mong giỏi lắm. Thiêu chùa. Mẹ em gì nhìn. Cái này em biết thêu dễ mà anh. À, biết thiêu thì thiêu dễ nhưng mà người không biết thiêu thì sẽ khó. Đấy thì hôm nay chị lên đây thì chị được mặc bộ dân tộc, bộ váy dân tộc em hôm nào em xuống cho chị chơi thì chị cho em mặc bộ dân tộc thì chị. Mà chị ở đâu ạ? Chị ở dưới lấy nghĩa lộ này thôi. Đặc biệt chị ở dưới Mường. Đấy, em thích có mặc bộ Mường không? Có ạ. À. Tại vì mà mông suốt nên chán chị ạ. À. Thì chị mặc mường suốt rồi chị chán thì hôm nay lên mặc mông. Nhưng mà bộ mường bó lắm gì ạ, không được thoải mái như bộ mông rồi đâu. Không nhưng mà em gì nhìn người nhỏ nhỏ con này mặc hợp mà. Em không nhỏ con đâu. Anh nhìn một mẫu ấy. Mặc váy mông thì nó khoáng ở dưới. Đấy. Còn mặc váy mường thì nó lại bí ở cả trên cả dưới. À. Nhưng mà mặc váy người Mường nó tôn dáng hơn. Người Mường thì là nó bó. Tôn dáng hơn, đẹp hơn. Thì lúc nào có thời gian rảnh thì mình xuống.
trải nghiệm thôi. Hay đấy. Hôm đấy mà mấy chị em có thử váy thì bảo anh với nhá. anh cũng muốn nhắm. Duy ở nhà có hay phải lên nương lao động các thứ không? Ngày nào em cũng đi luôn. Ngày nào cũng đi luôn. Anh cứ lo là sợ em lên đê này dính nước mưa về ốm. Ngày nào em đi. Nếu mà ốm thì nhớ bảo anh đấy nhá. Dạ. Nếu ốm thì nhớ bảo anh còn lên thăm nhá. Chứ không anh nói thế em không uống được đâu. Đi cùng anh vất vả thế này mà đến lúc ốm với anh không được đòi hỏi thăm thì ấy lấy lắm. Thế mùa này thì ở nhà hay làm việc gì? Mùa này á? Ừ. Cấy xong rồi thì bây giờ là bắt đầu trồng ngô, trồng dưa, trồng khoai sọ. Trồng rất nhiều đúng không? Vâng. Thế thì trồng sắn nữa à? Đúng ạ. À, anh thế thì đã trồng xong chưa? Hôm nay nhà em vừa đi trồng ngô. Mới bắt đầu ngô. Còn khoai, còn dưa nữa. Vâng. À, dưa nhà em trồng xong rồi. Bí nữa nhỉ? Trồng cả bí nữa đúng không? Trồng cả rau. Ờ, rau cải à? Rau cải bắt đầu trồng đấy hả? Vâng, bắt đầu rau cải. Tạnh mưa rồi hay sao ấy? Đi, mấy nhà đi đi. Đi bản cũ đi. Đi bản cũ cách đây sao mày? Dưới đường chắc là mình phải đi xe máy xuống một tí xong rồi có đường rẽ vào. À, các bạn ạ, đáng ra thì là anh em mình có kế hoạch là đi sang cái bản cũ nhưng mà trời nó tối nhanh quá và các bạn nhìn cái con đường về của anh em mình phía sau ấy rất là khó đi, trời mưa trơn nữa, thì anh em mình sẽ để dành cái nội dung đó cho một cái video khác để anh với Di sẽ đi khám phá nhá. Dạ vâng. Ừ. Anh em mình sẽ đến đấy trong một cái thời điểm mà thời tiết nó phù hợp hơn, nó ủng hộ anh em mình hơn, cảnh nó cũng sẽ đẹp hơn. Mình cần phải đưa Hiệp về bản mường của xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ nữa. Còn từ đây về đấy còn khoảng 45 km nữa. Nên là mình sẽ kết thúc cái video ở đây. Cảm ơn Di đã đồng hành và hướng dẫn anh tham gia cái trải nghiệm này. Và anh cảm ơn Hiệp nhá. Anh rất là muốn là Hiệp đi cùng với anh nhiều lần hơn nữa để anh em mình cùng khám phá về cái cuộc sống vùng cao này. Và em học về du lịch thì anh cũng muốn là em đi thực tế với anh như thế này, thì khi mà em học, em quay lại trường em học ấy, thì em sẽ có những kiến thức thực tế hơn và sẽ truyền tải được nhiều hình ảnh đẹp hơn của quê hương mình đến với bạn bè khắp mọi nơi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái hành trình khám phá bản Cú Vai vào một ngày mưa gió của ba anh em mình nhá. Nhớ đăng ký kênh, chia sẻ video đến bạn bè của mình và nhớ đón xem các video tiếp theo của Du Ba Than nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.